Ok, hello, xin chào anh em, chào mừng thấy anh em quay trở lại với channel của mình. Đó là mình Monsu đây. Anh em thấy quen không? Quen không? Quá quen đi. Và tiếp tục những series video về tuổi thơ thì hôm nay mình đã mượn được một cái app của một bạn ở trên fanpage của mình. Đấy, bạn đã cho mình mượn để vào xem lại con avatar này. Đấy, ông nhập avatar huyền thoại của T-Mobi. Đăng nhập phát để lâu mất kết nối. Rồi chật. Nói chung là avatar thì nhiều bạn có, nhưng mà những con ác mà có đồ ấy thì rất là ít. May quá bạn này bạn ấy còn đồ anh em ạ. À, đúng vào xem đồ của bạn ấy. Hành trang thế nào ta? Đây. Ui xưa. Rất nhiều. Hồi đấy tôi nhớ như in cái ngày đó mà kiếm được cái viên đá mặt trăng ấy. Êu ơi, nó công sức đến mức nào, trời, cày ngày cày đêm mình em ạ. Xong rồi bây giờ vứt mẹ rồi, bây giờ đéo nhớ ác đâu, không nhớ đừng nói mật khẩu, không nhớ được đổi cả cái tài khoản đăng nhập là cái gì luôn đấy. Đúng là cày cho cố à, bây giờ không biết nó nằm ở đâu rồi. Là nó thằng xóa chân thông chạy của bạn ấy phát, ui phun đất đây. Ác cũng bỏ lâu rồi, khế level 16. Ào cá các kiểu ngày bây giờ thì mình đang chơi bản chính gốc của T-Mobi đấy, chứ còn ngày ngày xưa là còn mốt nhất các kiểu vào auto tự động các kiểu vào bấm một cái xong cơ, bánh biếc nấu ăn đây, toàn những cái tính năng cũng khá là mới. Thì sau này còn cái thời đầu thì không có mấy cái này đâu anh em, không có nhà bếp, không có khế khiếc gì đâu. Ngày mà đang còn tài tài khoản ở nông trại với tài khoản ở bên ngoài đang ở chung ấy, trời ơi giàu thì trong một buổi thôi, giàu thì trong một buổi thì tối thôi, một buổi đêm ăn nên làm ra và làm trận bài win. Thế là sau này như mình nhớ không nhầm là cái avatar này nó hợp với cái đánh bài ấy, cái game ấy này, game bài ấy, nó phải sang cái iWin à, hay là cái gì đấy mới chơi được cái sao ấy. 46 má chưa kịp nhìn 9684 9684 à, rồi chúng ta làm vào làm một ván tiến lên cho à thôi, hồi đấy mình chơi tiến lên ngu á, làm một ván phỏm đi, không biết là còn người không. Ủa ở à đây vẫn còn bài là 123 hình như vẫn đang còn người này, chơi nhanh phát à, thật tầm này chắc chả còn người chơi thôi anh em ạ. Muốn quay tuổi thơ quá mà có vẻ căng, bàn bốn nó bàn mình. Ui có này. Ui ui thế là vẫn 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 có à, ok chúng ta sẽ làm một ván đi. Rồi lâu lắm mới đánh bài trong avatar, hôm nay sẽ là một ngày lượn lờ khá nhiều avatar đây, những ngày câu cá vậy xong rồi các kiểu. Trời ơi ca không ăn. Đây là tựa một trong những cái tựa game gọi là đầu tiên, những tựa game online đầu tiên trên mobile mà mình chơi, và cũng là tựa game cuối cùng của các con game của T-Mobi mà mình chơi cuối cùng luôn. Đấy, hồi đấy mình nhớ là mình có chơi con game này. Nina School thì có chơi nhưng mình chỉ chơi bản offline thôi. Offline chơi phá đảo cả ba ba bản luôn, 1, 2, 3 luôn. Với lại chơi Mobi Army, nhưng mà Mobi Army bản 1 ấy, bản mà không phân cấp VIP viếc ra ấy, không có đồ điếc gì ấy, chơi đúng bằng kiểu kỹ thuật, ví dụ, chơi đúng bằng kiểu kỹ năng luôn ấy. Đấy còn lại là chơi khí phách anh hùng đấy, nhớ anh em thì biết đến mấy cái tên là Nam Cốt Sơn Hà ấy. Game đấy là cày khủng khiếp nhất. Xong rồi đến Avatar, Avatar được cái hồi đấy là nó rất là đông người chơi nha bạn, con gái con trai đều chơi, chơi rất là vui. Lớp mình hồi đấy à, rồi tầm khoảng lớp 10 là
bây giờ khoảng tầm năm 2010, 2011, năm 2011 tầm đấy, lâu phết rồi đấy. Các bạn đánh không cho mình ăn cây nào không? Lâu, 2011 giờ gần chục năm rồi anh em ạ. Con gái con trai ở chơi, mẹ vác điện thoại lên lớp ngồi chơi, nhớ như in quả. Mẹ đang ngồi trong lớp đánh phỏm như này đây, đang ngồi trong giờ học đánh phỏm luôn, đánh với mấy đứa trong lớp. Mẹ ủ phát hô tí nữa thì mẹ sáng thứ hai lên đứng cờ. May thế, may mà giấu kịp cái điện thoại xuống dép, đốt phát xuống cái dép luôn, dép quay hậu hồi xưa đấy. Rồi chốt đài, chốt đài về còn năm rô à, tìm bạn thì khó nha, không đánh những cái gì làm con năm. Tuổi thơ anh em đã ùa về chưa? Cái tuổi thơ của tôi nó ùa về mấy ngày hôm nay đấy. Anh em comment mình nhiều quá, làm sôi hết cả sục lên. Rồi lại bị ăn chốt hạ kìa, đánh ẩu thế à. Đánh cái này bao giờ mới giàu. Hồi trước á, hai cái tài khoản của đánh bài này với lại là tài khoản của nông trại nó cùng một tài khoản, nên là chỉ cần một đêm thôi mẹ phất thôi. Ôi giời, ngày mai mở mấy ô đất ngay. Ôi cái thời có thế mà tôi thua cháy luôn kìa. Rồi ra thôi, vậy thôi, làm một ván cho nó gợi nhớ lại những cái ngày trẻ trâu à. Đó, đi lượn lờ đây, có quay số này, đấu giá này đấy, đua pet này. Ui giời, và không thể nào lẫn đi đâu được cái tình trạng auto chat auto chat kèm với quảng cáo của các bạn. Những hình ảnh rất là quen thuộc. À, ta sẽ đi vào công viên đi, một nơi rất là nhiều ký ức đây, nơi mà các đại đại gia tập trung rất là nhiều đấy. Nơi mà họp họp bang hội ở đây à. Cái đó tôi bang hội gì tôi cũng chả nhớ, làm nhiệm vụ các kiểu khu sinh thái nữa. Ông này ông vẫn giữ được ác là cũng gọi là kinh khủng ấy, chứ ác của tôi thì không nhớ rồi, không tài nào nhớ được. Ui bạn này có cái à, thanh niên soát vé à, má mình kiểu thanh niên nào đồ đẹp thế. Đây quả cánh này, mấy quả cánh chất lượng đây. Xong rồi mẹ đầu tóc các kiểu, trời ơi ác tôi ngày đó thì cánh thì cũng chỉ là tôi không biết là cánh gì á, mà cũng nâng cũng trâu lắm ấy. Anh em bảo anh em biết là thời thời đó có cái đá mặt trăng rồi, anh em biết thì trình độ ác của thuộc loại cày cày chay ấy, cày chay ấy thuộc loại cũng lại cày cũng khủng khiếp rồi. Đây là nơi câu cá mập, cá chê, cua, rồi cá cái gì à? Cá lòng tong à. Định mệnh vẫn còn nhớ như in mà. Đấy con cá rất củ chuối. Ở khu nào đó à, ngoại ô. Ngoại ô là hồi đấy mình nhớ là đi mua nhà. Ngoại ô thì mình nhớ là hồi đấy là khu này đi mua nhà này. Đấy, mua nhà cái kiểu. Các bạn này có nhà không ta? Đây là thăm thăm nuôi rồi. Nhà ở đâu nhỉ? À đây đổi đổi đồ. Mình nhớ là khu ngoại ô là khu đấy là kiểu biệt thự các kiểu, nhà nhất các kiểu mà. Mà với lại tôi hỏi một câu này, có ông trả lời thật nha. Đã có ông nào vậy ạ? Có người yêu với mẹ, có vợ mẹ, từ Avatar chưa? Tôi mẹ, có à, không 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 phải là tôi, mà là tôi đã được minh chứng rồi, hiểu không? Bạn bạn tôi kiếm rồi rồi đấy mẹ, tuổi thơ lúc ở đây chứ đâu.
À, khu nhà ở mới có nhà nhỉ? Khu nhà ở mới có nhà ta? Không biết ông này ông có nhà không ta? Về nhà. À, có này. Ok, phết chứ chưa? À, ta có một phòng khách à? Hai phòng kia không biết để làm gì. Đây là phòng ngủ à? Đây chắc là nhà vệ sinh. À, có thể đây là phòng bếp. Đó. Rất là chất lượng luôn. Còn ở đâu nữa ta? Khu mua sắm thì chỉ có đồ đạc thôi. Sinh thái đi. À, sinh thái vào rồi. Ngoại ô. Chúng ta trở về nông trại. Xong rồi chúng ta sẽ vào thăm nhà. Vào thăm nhà bạn. Đấy. Ui dồi ôi. Lại nói lên vào nhà bạn đi thăm nuôi. Nhớ nhất cái cảnh mẹ trộm đồ bị chó lùa. Sời ơi. Nó lại chất thôi rồi. Mẹ. Hồi trước không có hack hiếc thì còn né được chó. Rồi đấy. Có một cái góc chết anh em ạ. Có một cái góc chết ở chỗ cái vô thức ăn cho con chó. Đấy, chỉ cần lừa con chó đi vào góc đấy. Xong chúng ta ra ta ăn, đi ăn trộm xong chó chạy luôn. Là thoát. Là chắc chắn một trong thoát. Con chó sẽ bị kẹt vào cái góc chết đấy. Thì mẹ ăn trộm được. Còn sau này thì tôi cũng không nhớ nhiều nữa. Trời ơi. Tuổi tuổi thơ tôi. Ôi trời ơi. Mẹ. Xem thần nông bây giờ. Đại gia. Toàn level cao thôi. Bây giờ nói chung là Avatar. Sau này nó thay đổi khá là nhiều anh em ạ. Avatar sau này nó thay đổi rất là nhiều tính năng các kiểu ấy. Mình cũng không giờ mình lâu rồi không vào cũng không quen lắm. Lag mẹ luôn. Vâng, vừa bị lag anh em, vừa bị lag đi ra ngoài lại vào lại. Sẽ còn cái khu gì nữa ta? Sắm này, giải trí này. Công viên ra sân bay. Sân bay này thì hình như là nó đến các hòn đảo đây. Đấy, đảo này thì mình nhớ hồi trước cũng chỉ là để mua đồ các kiểu xong rồi đi làm nhiệm vụ một vài cái nhiệm vụ đi tìm tìm vật phẩm ấy, mình chỉ nhớ là nếu như vậy thôi. Ôi rồi cái cây ATM huyền thoại, rồi ơi thời 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 đại của T-Mobile đâu rồi, có cây này giờ không có tác dụng gì nữa. Đấy này. Fashion, vâng, vào xem thời trang phát xu thế thời trang bây giờ là cái gì nào. Mấy bộ này thì từ cái thời mình chơi cũng đã có rồi. Áo ở trần này. Mua bằng lượng ấy. Ui, tối thật. Hồi đấy để sở hữu được cái món đồ gì ấy. Mẹ tôi phải mẹ mắm me mẹ cũng không biết là bao nhiêu tháng trời ấy. Mỗi lần là bố tôi đi ngủ tôi phải lấy cái điện thoại của bố tôi phải cái tác vụ đầu tiên ấy là sao 101 thăng trên cái Nokia ấy. Là để xem tài khoản của tôi còn bao nhiêu tiền. Nếu như trên 50.000 tôi xin bố tôi 15.000 tiền đặt thẻ ở trong đây. Tích lượng dần để mua. Rồi ôi sao mà nó lại trẻ trâu thế chứ lại. Vãi đái thật. Bây giờ có tiền đầy đủ với nạp để thả thế rồi thì ta lại không chơi nữa. Đúng là buồn quá mà. À, đúng là một ngày lượn lờ quanh cái tựa game huyền thoại này. Ồ, chỗ này giờ nó cũng ít thì nó cũng chả có cái gì. Pet Tracking. Đây hình như mình nhớ là trường đua này, mình vào mình cược đúng không? Cá cược xem con nào đua thắng thì phải. Đấy, lâu lắm rồi. Ok, nói chung là đấy là một chút gì đó gọi là lượn lờ lại tuổi thơ trong tựa game Avatar huyền thoại của Team Mobi. Thì anh em xem video có bất kỳ kỷ niệm nào về con game này thì có thể để lại comment, chia sẻ lại comment ở phần comment để cho mọi người cùng bình luận cho nó vui vẻ và nhớ lại cái phần tuổi thơ hào hùng của chúng ta. Ok, còn video mình sẽ phép kết thúc ở đây thôi. Xin chào và hẹn lại anh em ở các video tiếp theo. Bye bye!